Người đàn ông từng xin đưa con về lo hậu sự. 9 tháng sau, mang xôi gà tặng bác sĩ. Anh C mắc bệnh hiếm khiến toàn thân bị tê liệt. Chi phí điều trị thì quá tốn kém, lại không có bảo hiểm y tế. Bởi vậy, gia đình đưa con về nhà lo hậu sự. Nhưng bác sĩ kiên trì động viên bệnh nhân và người thân tiếp tục chiến đấu. 1 tháng 4 ngày, tiến sĩ Hoàng Công Tình, trưởng khoa hồi sức tích cực, một bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bất ngờ khi gặp lại người đàn ông gọi là cùng chiến tuyến. Trên tay vị khách hôm đó là một món quà vùng cao tặng thầy thuốc trong khoa, xô nếp đương và gà đồi trong lòng. Vị khách có vẻ mặt khắc khổ, thân hình gầy gò, tác phong nhanh nhẹn, là bố đẻ của bệnh nhân 35 tuổi, từng có 6 tháng điều trị hội chứng viêm da dễ dây thần kinh tại khoa từ tháng 8 năm 2023 tới tháng 1 năm 2024. 3 tháng sau khi con trai xuất viện mới có điều kiện trở lại thăm các bác sĩ. Sau một trận ốm, anh HVC 35 tuổi, quê ở Hòa Bình, làm công nhân tại Hà Nội, sốt cao liên tục, đau đầu, liệt tứ chi rồi suy hô hấp. Anh được đưa vào bệnh viện tuyến trung ương điều trị, thở máy và các biện pháp điều trị chuyên sâu. Sau 3 ngày, vì nhà rất nghèo, gia đình xin chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều trị tiếp. Thở máy, chăm sóc toàn diện. Trong những ngày đầu, EC ở khoa, do điều kiện khó khăn, không có bảo hiểm y tế, chi phí thì quá tốn kém. Gia đình nhiều lần xin bác sĩ cho bệnh nhân thôi điều trị, đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Bác sĩ Tĩnh nhớ lại, nhưng bác sĩ Tĩnh và thầy thuốc tại đây không đành lòng. Bệnh nhân C tuy liệt cấp tính tứ chi, liệt cơ hô hấp nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo, nghe và hiểu mọi thứ. Điều ám ảnh bác sĩ Tình nhất là anh C luôn nhìn chúng tôi với đôi mắt mong mỏi và quyết tâm. Vì thế, mặc cho gia đình tha thiết đưa con về lo hậu sự và thầy thuốc vẫn miệt mài động viên người nhà cho bệnh nhân tiếp tục ở lại điều trị.